Hôm nay mình lại quay mèo min. Đây là một cái lá cây, sẽ đặt cái lá này trên đầu bạn, nó sẽ nó không thích cái lá này đâu. Có lá cây không? Các bạn mèo các bạn ấy rất là thèm rau, các bạn rất là thích ăn lá, các bạn ăn luôn. Bạn ấy ăn lá cây này này. Lá cây này mình ấy cái gì các bạn? Các bạn xem video về mèo trên kênh Kitten Meo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nhé, Kitten Meo VN.